Hôm nay Sương Rồng Tông Kỳ sẽ đập hộp quà tặng mini game lần hai trên kênh YouTube của Sương Rồng Tông Kỳ cho mọi người xem nhé. Và xem thử ai lần này may mắn được quà tặng này. À bây giờ Sương Rồng Tông Kỳ sẽ lần lượt đập hộp nha. Mọi người chú ý đóng xem cái phần quà tặng này coi thử mình được may mắn hay không. Các bạn chú ý là những cái comment của các bạn ở trên YouTube thì là không chỉnh sửa nhé, vì chỉnh sửa thì YouTube cũng sẽ bố là đã chỉnh sửa, nên các bạn không nên chỉnh sửa cái comment của mình. Thì bọn nào tối nay mà được may mắn thì mới được quà nha các bạn. Đây rồi, rất là hồi hộp. Đây phần quà thì xin gồng Tâm Kỳ cũng đã có sẵn là rất là rõ ràng trong này rồi. Đây là cái phần quà là Sương Rồng Tông Kỳ sẽ lần được mở này. À, cái đầu tiên coi xem cái gì. À, một cây mami dưa hạt nha mọi người. Một cây mami dưa hạt rất là dễ thương nè. Rồi tiếp theo nè. Cái này là gì đây? Có ai hồi hộp không vậy? Chắc có rất là nhiều người đang hồi hộp. Có nhiều bạn đang hồi hộp đây. Rồi đây mở một cây lem này, một cây lem file Oppo này, một cây ghim vàng. Cái ghim vàng này là cái ghim vàng đẹp nha mọi người. Đây cũng là một cây lem vàng này, một cây lem tiếp này, và một cây lem nhẹ nữa. Cây lem này thì được bẻ cong từ cây cây Red Tiger nha mọi người. Đây nó có đoạn chỗ nó nhẹ đây, như vậy là bóng cây lem nha mọi người. Rồi bóng cây lem. Rồi tiếp tục nha mọi người. Phần quà rất là nhiều, nên bạn nào đợt này mà may mắn thì cũng rất là sướng nè. Đây năm cây kim vân, năm cây kim vân. Mấy cây kim vân này rất là đẹp từ hạt lem này. Mấy cây này thì kim vân dài, đít dài này. Đây rất là đẹp. À, một cây ghim sáu múi nữa. Đây năm cây ghim vân này. Đây năm cây ghim vân, năm cây ghim vân nha mọi người. Mọi người chú ý là video này sẽ có mã code hay là gọi là voucher. Thì voucher của cái video này sẽ là Sương Rồng Tâm Kỳ 260. Mọi người chú ý cái này là video của voucher của video này là 260. Đây hai cây kim vàng rất là đẹp, quá đẹp nha mọi người. Hai cây kim vàng này, đây hai cây kim vàng. Đây tiếp tục chương trình Tông Kỳ sẽ mở tiếp cho mọi người xem nha. Cái gì đây? À cái cori, cori gì hả? Cori rồi, cori nha mọi người. Tiếp tục nha. Gì nữa đây? Đây hai cây Aster, hai cây Aster rất là đẹp. Aster Super rất là đẹp, là dưa hạt luôn. Đây đây là quay cho mọi người thấy rõ này. Và cái này là cuối cùng. Rồi một cây này là EU, một cây EU. Rồi như vậy là đã tổng hợp hết của tặng cho mọi người cùng xem nhé. Thì Sưu Tầm Phong Kỳ sẽ đặt hết lại là tổng của tặng trong này, tức là bốn cây kim lam, hai cây kim vàng, năm cây kim vân, hai cây Aster, một cây EU, một cây cori và một cây mami. Như vậy tổng tất cả các cây trong này sẽ là đó, tầm 16 cây, 16 cây nha các bạn. Như vậy là các bạn sẽ kiểm tra lại thử mình đúng được bao nhiêu phần trăm, và dò lại những bọn khác ở trong comment thì các bạn so sánh thử bọn nào là được thì sẽ bố về cho Sương Rồng Tâm Kỳ nhé.
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia mini game lần này, và mọi người chú ý voucher của mini game này trong cái video này nha mọi người. Mọi người khi nào mà có đơn thì nhớ lấy cái voucher này. Voucher này khi mà có video mới thì mọi người sẽ lấy voucher mới. Còn bây giờ tạm thời voucher lần này sẽ là Trương Đồng Tông Kỳ đã đặt trước rồi, nên mọi người chú ý lấy voucher. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia, và chúc có một đoạn nào đó may mắn sẽ được phần quà này. Xin cảm ơn nha.